Bích U Mãng Xà hung hăng mở rộng hàm răng nhọn hoắc muốn nuốt lấy Phượng Vũ. Phượng Vũ nhanh tay bày ra pháp trận may mắn cản được đòn tấn công. Thật sự nguy hiểm, cũng may Bích U Thánh Mãng đã bị trọng thương từ trước. E là Quân Lâm Uyên và Ngự Minh Dạ rất nhanh sẽ hóa giải độc tề tê liệt, về sau Phượng Vũ chỉ có thể tự lực cánh sinh. Đoạn đường Phượng Vũ chạy trốn liên tiếp phát nhiều tiếng nổ. Lần này Mãng Xà dùng lưỡi tuyệt kỹ quật cho Phượng Vũ ngã lăn ra đất. Phượng Vũ bình tĩnh suy nghĩ, Bích U Thánh Mãng có khả năng kháng độc rất cao, chỉ dựa vào độc tề thì rất khó thoát khỏi nó. Phải rời sự chú ý của nó thì mới có cơ hội trốn thoát. Không có linh lực chống đỡ, cơ thể Phượng Vũ đã sắp đến điểm cực hạn. Bỗng một giọng nói cất lên, tiểu tình nhân của Quân Thái Tử đúng là không tầm thường mà, không tu luyện mười mấy năm không thể chạy xa được như này đâu. Phượng Vũ quay đầu nhìn lại thì phát hiện Quân Lâm Uyên và tên sát thần kia cũng đã đuổi kịp. Ngự Minh Dạ châm lửa, ta muốn nha đầu xấu xí khắp người đều là độc này, Quân Thái Tử chắc không ý kiến gì đâu nhỉ. Quân Lâm Uyên sắc mặt lạnh ngắt không thỏa hiệp. Phượng Vũ lo lắng, tiên linh quả trong người mình bọn họ có lẽ không dám dùng sát chiêu. Đây chính là cơ hội rời chú ý của Bích U Mãng Xà, còn có thể loại bỏ một cái đuôi. Vừa nghĩ Phượng Vũ ném về sau quả độc tề, Ngự Minh Dạ đắc ý, không ai nói với ngươi đừng sử dụng một thủ đoạn hai lần sao? Hắn giơ một kiếm phá chiêu đã liền lao đến bắt lấy Phượng Vũ. Luồng khí xanh trên vai Phượng Vũ tỏa ra, lúc này hắn mới biết bản thân đã bị dính độc tính ăn mòn, còn có pha bột hấp dẫn xà. Hắn ngước đầu nhìn đã thấy Mãng Xà đã đến cận kề, còn nở nụ cười hiền từ. Hắn khóc cha khóc mẹ khen Phượng Vũ, nha đầu thối, hay cho chiêu mượn đao giết người. Phượng Vũ mặt không lộ vui mừng, để Ngự Minh Dạ đánh với Bích U Thánh Mãng, tiếp theo chỉ cần nghĩ cách loại bỏ Quân Lâm Uyên. Nhìn thấy đường cùng là vách núi, Phượng Vũ suy tính, dường như đã từng đi qua nhiều lần, thuộc từng tấc đá vách sông. Dưới vách đá là sông Bắc Cảnh, xuôi theo dòng nước là sẽ có cơ hội trốn thoát. Chỉ còn lại một viên độc dược, Phượng Vũ đặt cược hy vọng ném về phía Quân Lâm Uyên. Dùng thủ pháp kích nổ, Quân Lâm Uyên 8 phần là không tránh được. Nào ngờ một luồng kiếm khí cắt đôi màn khói, sượt qua người Phượng Vũ đánh trúng nhẫn Phượng Linh. Pháp khí Phượng Linh cảm ứng được nguy hiểm liền phát động trận pháp bảo vệ Phượng Vũ. Pháp khí này đôi phần đã bị tổn hại, không thể duy trì thuật dịch dung của Phượng Vũ. Lúc Phượng Vũ sắp rơi xuống vách, Quân Lâm Uyên nhìn thấy dung nhan thật sự của nàng, đã cố gắng kéo giữ nàng lại, cuối cùng vẫn là bị độc tề của nàng làm cho không thể động đậy. Linh bảo đó của nàng ấy có thể ngăn chặn kiếm khí, chắc cũng có thể bảo vệ tính mạng. Quân Lâm Uyên thở nhẹ khuôn mặt bất lực. Phượng Vũ quả nhiên vẫn kiêu ngạo như xưa, không bao giờ khuất phục. Xem ra mình đoán không sai. Những năm qua nàng ấy nhiều lần ra vào nơi nguy hiểm còn liều mạng cướp bảo vật, thì ra là chuẩn bị cho việc tu luyện lần nữa. Hóa ra Quân Lâm Uyên đều đã có tính toán, sự việc xảy ra đều nằm trong ván cờ âm mưu chưa được tiết lộ. Sau khi rơi xuống vách núi, Phượng Vũ ngất đi chìm sâu dưới dòng nước. Có một loại âm thanh phát ra trong đầu Phượng Vũ. Tiểu Lộc, ngươi lại trộm lười rồi, không khỏe ở đâu sao? Phượng Vũ lúc này thật giả lẫn lộn nhớ lại năm tháng còn bé. Sư phụ của nàng ân cần ấm áp vuốt ve nàng, nuông chiều nàng. Phượng Vũ khi này còn cận kề sinh tử, lúc này lại xả vào lòng sư phụ mít ướt. Sư phụ, Tiểu Lộc rất nhớ người. Sư phụ nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Đứa trẻ ngốc, sư phụ không phải mỗi ngày đều ở bên ngươi sao? Phượng Vũ ngước mắt nhìn sư phụ trong lòng tràn đầy tinh lực. Nàng muốn nhanh chóng tu luyện Tinh Vu Thần Quang. Đây là bí thuật luyện dược của Cửu Châu Đại Lục, bất luận là nội thương hay ngoại thương đều có thể trị khỏi. Phượng Vũ cho rằng chỉ cần tu luyện thành công là có thể tạo cho sư phụ một cơ thể mới. Nàng hí hửng chữa thương cho chú chim gãy cánh, đến lúc quay lại phát hiện tóc của sư phụ đã chuyển bạc, ấn ký thần huyết cũng chẳng còn. Phượng Vũ nhận ra giấc mộng sớm đã tiêu tan, hai mắt rưng rưng nắm lấy áo sư phụ. Tiểu Lộc, đường đi gian nan chính là một loại ma sát. Tiểu Lộc của ta đã trưởng thành rồi, có thể gánh vác trách nhiệm chăm sóc người nhà rồi. Phượng Vũ kích động. Sư phụ, Tiểu Lộc đã hái được tiên linh quả, có thể luyện cửu chuyển hồi linh đan, có thể tu luyện lần nữa. Tiểu Lộc nhất định sẽ mau chóng tu tập Tinh Vu Thần Quang đỉnh giới, đến lúc đó có thể tạo cơ thể cho sư phụ rồi. Sư phụ trầm giọng, Tiểu Lộc, thuật luyện dược cửu châu chỉ có thể chữa bệnh nhìn thấy. Phượng Vũ chấn động đồng tử, chỉ có thể chữa bệnh nhìn thấy sao? Sư phụ dặn dò, hiệu lực của Tinh Vu Thần Quang và đẳng cấp tu vi có quan hệ mật thiết, nhớ không thể sử dụng vượt cấp, nếu không sẽ nguy hại tính mạng. Trước khi tan biến, sư phụ nàng còn không quên để lại lời nhắn, Tiểu Lộc, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Trở về thật tại, Phượng Vũ lờ mờ mở mắt, đầu đau như búa bổ, đưa tay xoa xoa. Vừa rồi là giấc mơ sao, hay là ý niệm của sư phụ? Lại nhìn nhẫn linh phượng, Phượng Vũ lúc nào kiên định hơn bao giờ hết. Bất luận thế nào, ta sẽ không từ bỏ cách khiến sư phụ tỉnh lại. Đi khắp Cửu Châu thiên địa rộng lớn, nhất định sẽ có cách. Phượng Vũ thay một bộ y phục trở về giao diện thật của nàng, vốn đi men theo đường mòn là có thể về đến nhà. Đang mải hồi tưởng đoạn đường gian nan, than ôi, gặp hai tên quỷ xui xẻo Ngự Minh Dạ và Quân Lâm Uyên tính nóng như kem, lại nghĩ Quân Lâm Uyên đột nhiên xuất hiện ở Bắc Cảnh, lại để nàng gia nhập đội ngũ, cứ cảm thấy có gì không đúng. Chợt có tiếng gọi cắt ngang mạch suy nghĩ. Vũ nha đầu, vết thương trên mặt con làm đấy, mấy ngày nay con đi hái thuốc trên núi không cẩn thận bị trượt ngã. Ai, con phải cẩn thận chứ, chuyện này nếu như nói với bà Trương, bà ấy lại đau lòng. Hóa ra vợ ông bác này là bệnh nhân của Phượng Vũ. Giao lưu xã giao, đột ngột có một bé gái hớt hải chạy tới gọi, Vũ tỷ tỷ, nhà tỷ có rất nhiều người đến. Nghe đến đây Phượng Vũ biến sắc, vẻ mặt nghiêm trọng. Chuyển cảnh, trước cửa nhà Phượng Vũ có nhóm người đang tranh cãi. Đây là nhà của Vũ nha đầu, dám làm loạn ở đây chán sống rồi đúng không? Đám người các ngươi xông vào nhà người ta còn đánh con nhà người ta, rốt cuộc là có nói đạo lý hay không hả? Vũ nha đầu từng cứu mạng chúng ta,
các người đánh người nhà cô ấy cũng như đánh người nhà chúng ta, để chúng ta vào trong. Thanh niên nọ lớn tiếng, các ngươi phản rồi hả? Hôm nay ta phải cho đám tiệc nhân các ngươi một bài học. Bên trong căn nhà một người phụ nữ bị roi đánh đến người đầy vết thương. Tiểu thiếu chủ Phượng gia lúc này bị bắt bê tảng đá, hai chân run rẩy nói, các người đừng đánh Thu Linh tỷ tỷ, có gì thì cứ nhằm vào ta. Người phụ nữ này tên Phượng Lưu vẻ mặt khinh bỉ, chỉ cần chân của người run một chút thôi thì con tiện tỳ đó phải bị đánh một roi. Ngươi và tỷ tỷ của ngươi chẳng qua chỉ là tiện chủng của vợ lẽ và một con tiện nữ không biết từ đâu dẫn về mà thôi, có tư cách gì mà cãi lại đích nữ của trưởng phòng như ta? Nói cha mẹ và tỷ tỷ của ta như vậy tập phải liều với ngươi, còn dám cãi lại ta, đây là xem tỷ tỷ của ngươi còn là tuyệt thế thiên tài sao? Hôm nay không giống ngày trước, cô ta bây giờ chỉ là một phế nhân không thể tu luyện, gì như có liều mạng thì cũng có thể làm gì được ta. Nói xong ả ta ra lệnh, đánh cho ta xem ai dám đánh. Phượng Vũ xông vào mặt mày đen đúa. Đân làng cũng xông vào đã nhìn thấy Thu Linh người đầy tương cả lắc đầu ngao ngán. U là trời, sao lại có thể độc ác như vậy chứ? Nhìn thử xem đánh Thu Linh thành bộ dạng gì rồi. Tỷ tỷ cuối cùng tỷ cũng về rồi. Phượng Vũ lo lắng kiềm chế hỏi, mẫu thân đâu? Bị nhốt ở trong nhà trái. Phượng Vũ tiến đến, dù không có linh lực nhưng sát khí Phượng Vũ tỏa ra đến Phượng Lưu cũng rén nói lắp, đại ca bảo ta đốc thúc thất đệ tu luyện, nhưng để ấy ham chơi không chịu tu luyện người làm đường tỷ như ta lại không nỡ đánh đệ ấy, nên chỉ có thể phạt Thu Linh. Phượng Vũ trừng mắt, Phượng Lưu 5 năm rồi ngươi thật sự một chút tiến bộ cũng chẳng có. Dứt câu nàng đi đường quyền vào mặt Phượng Lưu. Phượng Lưu ngã lăn ra đất hù dọa, người dám đánh ta, đợi đại ca ta quay về huynh ấy nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Phượng Vũ rành mỏ mắng, ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu nhân hèn nhát ác độc vô liêm sỉ, tại sao ta lại không dám đánh ngươi chứ? Lão bà đỡ Thu Linh châm dầu vào lửa, đánh hay lắm, đây không phải rõ ràng là ức hiếp người hay sao? Có kiểu đốc thúc người tu luyện như này sao? Đây chính là nhân lúc Vũ nha đầu không có nhà ức hiếp người mà dám làm, tại sao lại không dám nhận chứ? Phượng Dịch Nhiên xuất hiện treo trên mặt nụ cười lưu manh kiếm chuyện, ngủ muộn tại sao vừa về lại tức giận như vậy rồi, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Phượng Vũ liếc mắt hận không thể đập cho hắn đi đầu thai. Hiểu lầm ư? Đại ca nói là có hiểu lầm gì sao? Phượng Dịch Nhiên ra mặt bênh vực sư muội đáng thương đang nằm đo đất, chuyện này đúng là ta bảo Lưu Nhi đốc thúc thất đệ tu luyện, chỉ là phương thức có hơi thô bạo, ta bồi tội với ngũ muội. Nói rồi hắn nhìn thất đệ bằng đôi mắt ghét bỏ lời lẽ chia rẽ. Tư chất thất đệ vốn thông minh, ở đế đô tu luyện đến bây giờ vẫn là linh sư cấp 1, e là do hắn lười biếng, ta thân là huynh trưởng đương nhiên phải có trách nhiệm dạy dỗ. Ta biết muội thương đệ đệ nhưng dung túng như vậy là không tốt. Phượng Lưu bồi thêm, e là thương yêu trên danh nghĩa, căn bản là cô ta đố kỵ tư chất tiểu thất, cố ý chiều hư thất đệ. Bộ dạng vụ oan hãm hại này ai không biết đều tưởng thật, anh em nhà này quả là có khiếu làm diễn viên. Tiểu thất đứng ra phản biện bênh vực tỷ tỷ, coi ai cũng bụng dạ hẹp hòi như các ngươi sao? Phượng Vũ vỗ vai tiểu thất trấn an, nhẹ giọng đối ứng, lời này của huynh trưởng khiến muội muội ta đây rất cảm động, không ngờ tỷ đệ chúng ta ở Bắc Kính thành nhiều năm vẫn còn nhớ đến tu vi của tiểu thất vừa đến đã hết lòng như thế, chỉ là không biết mấy năm này huynh trưởng dạy dỗ lục muội thế nào, tu luyện ở nơi tràn đầy linh khí như đế đô, vậy mà đến phàm nhân mất đi linh căn như ta cũng không đánh lại, cho nên huynh trưởng đây là sùng ái muội muội không thể dạy bảo sao? Hay là nói huynh trưởng thâm hiểm khó lường, có ý để lục muội không có tiến bộ? Hóa ra kế sách sử dụng ngôn từ chia rẽ tình thân được sử dụng như vậy, quả không hổ là Phượng Vũ. Bá tánh được mùa hùa theo Phượng Vũ chửi mắng anh em nhà họ. Phượng Lưu bị mắng liền sù lông, Phượng Vũ đắc ý cười nhạt. Bỗng có người hoảng loạn chạy vào báo cáo, thái tử điện hạ đã đến thành chủ phủ rồi, thành chủ mời người mau qua đó. Cái gì? Đi. Phượng Vũ nghĩ bụng, họ không lấy được tiên linh quả chắc chắn là đuổi đến cha phong tiểu ngũ. Ở phủ thành chủ, bốn con người địa vị cao đang ngồi chơi xới nước. Tại hạ nghe nói thái tử điện hạ mấy ngày trước truy sát yêu thú, con yêu thú này luôn gây họa cho Bắc Kính thành, lần này cuối cùng cũng có thể an sinh rồi. Điện hạ vì bách tính như thế đúng là phúc của quân võ. Quân Lâm Uyên nghe lời nịnh bợ sớm không có phản ứng. Phong Tầm dò hỏi, Phượng công tử, nhị thúc của ngươi từng là phó tướng của phụ vương ta, nghe nói nhị phu nhân và tiểu ngũ đang ở đây, không biết gần đây họ có ổn không? Phiền vương gia quan tâm họ đều ổn, chỉ là tiểu ngũ từ khi mất đi tu vi thì muốn chuyển về nhà cũ chúng ta không khuyên được. Phong Tầm đúng kiểu điệp viên nằm vùng, thừa biết các ngươi làm nhiều chuyện bẩn thỉu với nhà Phượng Vũ, quân lão đại của chúng ta đều nhớ rất rõ, từ từ trả đủ cho các ngươi. Phượng Diệt Nhiên ra vẻ đạo mạo, bây giờ ngủ muội không có khả năng tu luyện, chỉ mong muội ấy có thể từ bỏ suy nghĩ không thực tế đó, tìm được trượng phu thương yêu muội ấy cùng chồng dạy con một đời bình an vui vẻ, người làm đại ca như ta cũng an lòng. Phong Tầm lo sốt vó, tìm trượng phu thương cô ta sao? Tìm ai được chứ, quân lão đại còn đang ở đây, ta thấy tiểu tử này chê mình sống quá lâu rồi đây. Lão già ngồi cạnh miệng không để yên, trưởng huynh như cha, để công tử yêu thương muội muội đúng là khiến người ta cảm động, không biết đại công tử muốn làm chủ cho lệnh muội gả cho tiểu nhi nhà ta không? Kẻ tung người hứng trước mặt quân Lâm Uyên còn muốn xin hắn làm chủ hôn ước. Phong Tầm thích thú, xong rồi xong rồi, lần này có trò vui xem rồi, được đề nghị làm người chứng hôn. Quân Lâm Uyên đen mặt lôi hôn ước của mình ra nhắc lại, các ngươi có biết hôn ước của Phượng Vũ và bổn điện hạ không? Phượng Dịch Nhiên cất giọng, ta biết, sau khi ngũ muội mất đi chân huyết Phượng Hoàng thì hôn ước bị hủy. Quân Lâm Uyên tiếp lời, trên thư từ hôn bổn điện hạ còn chưa ký,
Ánh mắt anh nhà kiểu vợ ta ai cho phép ngươi giao bán lung tung? Có tin ta chém đầu bảy đời tổ tông nhà ngươi xuống không? Ở bên này mọi người đều về hết. Phượng Vũ thấy hàng xóm vì giúp nhà mình mà bị thương, nàng giữ người lại thoa thuốc chữa trị. Một nam một nữ ở trong gian phòng. Vũ muội muội đúng là rất khác biệt. Đám người quý tộc bọn họ trước giờ chưa coi chúng ta là con người. Đang nói có tiếng người. Điện hạ, ở bên này. Vừa vào đến cửa mộ Giao Giao hét to. Á, nam nhân này sao lại không mặc đồ? Nam nữ ban ngày ban mặt làm chuyện bất chính không biết xấu hổ. Trước mặt bao người Phượng Vũ bị Vu Oan vẫn bình tĩnh đối đáp. Không biết thái tử điện hạ và Phong tiểu vương gia giá lâm. Chỗ ta vẫn còn bệnh nhân đợi ta chữa trị xong rồi tiếp đón hai vị nhé. Thái tử nhìn nàng đánh giá. Cướp đồ của người khác còn điềm nhiên như vậy, có chút thú vị. Mộ Giao Giao rảnh mò bắt bớ. Ngươi chính là Phượng Vũ sao? Chẳng có chút giáo dưỡng nào. Thân là tiểu thư Phượng gia không biết kiểm điểm còn sờ vào cơ thể nam nhân khác. Ngươi không biết nữ luyện dược sư thì không thể chữa trị cho nam nhân à? Tiếp xúc thì đã sao? Bắc cảnh xa xôi luyện dược sư khan hiếm. Bách tính thường trong nhà không có điều kiện tốt, không chú trọng nhiều như phủ của ngươi thế đâu. Nghe nàng đối đáp, Quân Lâm Uyên hài lòng, nha đầu này vẫn có cá tính như vậy. Quả nhiên rất hợp ý mình. Mộ Giao Giao hất mặt ngạo nghễ. Tiện dân chính là tiện dân, chẳng có tí lễ giáo. Quân Lâm Uyên cất giọng. Một câu là tiện dân cái gì là quý dân? Người có biết mỗi khi có chiến sự, hậu phương không đủ người. Nữ luyện dược sư phải hy sinh bao nhiêu không? Nếu không có bọn họ chữa trị cho binh sĩ, nước nát nhà tan, ngươi còn có thể ở đây bàn luận tiện dân quý dân sao? Phượng Vũ liếc mắt suy tư. Lời này của hắn trái lại không giống hình tượng thái tử vô cảm trong lời đồn. Buổi chiều mọi người ngồi quanh bàn ăn. Phượng Vũ lo lắng nhìn bầu trời càng đen dần, tiên linh quả đã hái xuống để càng lâu dược tính càng giảm. Mấy người mau đi đi trời ơi, ta còn luyện thuốc. Quân Lâm Uyên nhìn Phượng Vũ thái độ viết cả trên mặt buồn không nhịn được cười. Quân Lâm Uyên biết rõ sự tình vẫn muốn xem vợ nhỏ diễn kịch có ý dò xét. Ngày trước có một con yêu thú bắt giữ một cô nương, ta đuổi đến rừng băng phong đã giết nó, cô nương kia lại mất tích. Ngươi lên núi hái thuốc có từng nhìn thấy nàng ta không? Phượng Vũ hoảng loạn lắp bắp phủ nhận. Chưa từng, ta không quen thuộc với khu rừng băng phong, có thể nhờ ngươi làm người hướng dẫn đưa ta đi tìm cô nương đó không? Nàng ta đã trộm bảo vật cực kỳ quan trọng của ta. Quân Lâm Uyên áp sát đối mặt với Phượng Vũ. Phượng Vũ giơ tay đẩy mặt thái tử ra vô cùng phẫn nộ trong bụng. Cái gì mà cực kỳ quan trọng? Khuôn mặt chết tiệt của ngươi, sắp lại gần ta làm gì? Nói chuyện đàng hoàng hộ cái. Quân Lâm Uyên bắt lấy bàn tay của Phượng Vũ cản lại, thì hai luồng linh lực tỏa ra hút lấy hai người họ. Hai người đang không hiểu vì sao có cảm giác linh hồn đang rung động. Hai luồng linh lực cuốn lấy hai người họ, lao vào nhau như muốn dung hợp, không thể tách rời. Một người mang ấn ký thần huyết Phượng Hoàng, một người mang ấn ký Thiên Long Linh. Cả hai người bị kéo vào nhau. Muốn biết chi tiết vì sao đón xem phần tiếp theo.